chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình. Các bạn bình luận là chúng em chán đá bóng rồi, anh đổi chủ đề đi. Thì hôm nay sẽ là đổi chủ đề, quay lại chủ đề cũ nhé các bạn nhé. Người cuối cùng uống Coca-Cola qua trò chơi hãy chọn ra đúng sẽ nhận 1 triệu đồng từ tôi. Thì vẫn giống như mọi khi thôi, ai mà đoán gần đúng nhất thì sẽ uống chai nhỏ, ly nhỏ. Ai mà đoán xa nhất sẽ uống chai to và tìm ra người cuối cùng. Ba người hiểu chưa? Rồi, anh ơi, thế người đoán đúng chính xác thì nó không phải uống đúng không? Đúng rồi. Ok. Và đây, vật phẩm đầu tiên cho mọi người đoán giá là một chai Coca-Cola đây. Không. Che vào nhá. Cô đứng dịch sát vào tường đi, sát vào cái bàn này. Rồi mọi người có kết quả chưa? Rồi. Rồi mọi người giơ đi. Rồi các bạn ơi, vậy là 16 ca phòng không phải uống nhá. Vinh mới hiếu 15 ca. Rồi, cho mỗi thằng uống một ly nhỏ trước. Ngon nhé. Ê. Hai thằng cu ấy chưa đi chợ, giờ tôi đi chợ suốt. Phòng nó thế được khi nhanh hơn tôi các bạn. Ngon thế. Các bạn này, sao cảm giác gốc đầu tiên sao? Quá mát anh ạ, mát rượi luôn, sướng lắm các bạn. Sướng thật. Rồi nhưng mà tìm ra người cuối cùng. Vật phẩm tiếp theo là một quả bóng truyền Monten nhưng mà mới cứng, nhưng mà tôi chưa có thời gian bơm vào nhé các bạn nhé. Một quả bóng truyền Monten. Đó. Mọi người để suy nghĩ đi. Quả V5M 2004. Mới cứng luôn. Rồi mọi người có đáp án thì mọi người giơ lên, mọi người đọc ấy. Của tôi là 710k. Tôi là 750k nhá. 150.000 nhá. Rồi. Và đây là kết quả các bạn ơi. Quả bóng ngon ten 700k. Tôi là người đoán gần nhất nha các bạn nhá. Vậy là Hiếu là gần nhất, là Vinh xa nhất. Ly nhỏ. Phòng ly nhớ. Vinh ly to. Vinh các bạn đây. Cái ly to này người nào mà uống 4 cái ly to liền là chắc là cũng đứng được luôn. Đứng được luôn các bạn. Đúng mà. Đúng mà. Chưa kiểu gì uống sâu thế. Đúng phòng hay đàn bông chuyển nó đã thế hơn tôi các bạn. Nhìn nó uống nhanh lên để anh em đợi. Đứng uống đi. Ngọt thế. Mát này phòng nhỉ. Cốc đầu tiên ăn thua gì các bạn này. Cốc đầu tiên chưa ăn thua gì. Tôi hai các bạn nhé. Tôi hai cốc nhỏ thì khả năng không bằng một cốc to kia của phòng các bạn. Gái gì anh? Các bạn trưởng nhìn cái dàn này thì ít như là 3 người uống hết cái dàn này cũng rất là lo nhá. Thế thì chúng tôi cũng chỉ chơi vui vẻ thôi. Ai mà lo quá có thể dịch cuộc chơi nhá các bạn nhá. Rồi tiếp theo, vật phẩm thứ 3 là một cái bàn hít đất chống đẩy đa năng này nhá các bạn nhá. Cái này thì trên kênh của Vinh cũng bán, nhưng mà Vinh cái này nó có rất là nhiều loại. Rồi. Có loại đắt, có loại rẻ nhá, mọi người đoán đi. Ok. Thì mấy cái dụng cụ này đều có trên kênh TikTok của chúng tôi nhá. Các bạn mà muốn tập luyện thể dục thể thao các bạn hãy ghé kênh TikTok của tôi, các bạn ủng hộ tôi nhá. Cái bàn hít đất chống đẩy đa năng. Tôi có đáp án luôn các bạn ơi. Của tôi là 420k. Tôi 450.000. 359. Rồi các bạn ơi, Vinh nó có bán, tôi lại lựa đúng cái của Vinh, nó cũng có bán 359, chính xác 100%. Yeah. Rồi, của phòng phòng xa nhất à? 450 là xa nhất đúng không? Mày, các bạn mệt quá, anh cô đúng cái mẫu giống của tôi các bạn. Rồi, vậy là Hiếu uống ly nhỏ này là các bạn ơi, phòng uống ly lớn đi. Mày quá, mày quá tôi thoát được một vòng các bạn. Ngon thế. Mạnh dạn lên, vừa bảo em mạnh dạn lên chứ mà. Đi uống bia ấy. À gì à kinh thế. Kiểu vậy uống nhanh lên. Ui. Vừa bảo
Rồi xong rồi nhé. Ok các bạn ơi, vậy là các thí sinh đã qua vòng thứ tư nhá. Tôi phải dọn cái này đi bớt để cho nó đỡ ấy. Giờ sẽ là vật phẩm thứ 5 các bạn ơi. Một cái nhảy dây online nhá mọi người, online nhảy dây bằng hợp kim nhôm. Đó. Cái này mà các bạn muốn tăng cường sức khỏe thì các bạn mua về. Các bạn sáng các bạn làm 5 7 hiệp, chiều các bạn làm 5 7 hiệp thì các bạn khỏe re luôn. Nhảy dây này có tác dụng lớn nhất là tăng cường sức khỏe, giảm mỡ bụng và tăng chiều cao nhé các bạn nhá. Tôi là 49.000 nhé các bạn nhá. 70.000 các bạn. Tôi 42k nhé các bạn nhá. Cái nhảy dây này bằng hợp kim nhôm, có phải nhảy dây nhựa đâu mà rẻ thế. Thế tôi nào. Kết quả là 149k. Em 70.000. Rồi, thì Vinh là nhỏ nhất, uống ly nhỏ. Ok mày. Phòng ly vừa. Nếu ly to. Đã sập lò các bạn ơi. Thôi tao uống con ly nhỏ này các bạn. Rồi, vậy là các Vinh xong. Các bạn ơi, cho mấy cái trò hỏi thằng Vinh lợi thế vì nó có bán hàng trên TikTok. Ủa cái dây em có bán đâu anh ơi. Rồi, mà không bán nhiều. Nhiều hơn. Không lợi thế đâu anh ơi, anh đừng có ghen tị em thì anh bán hàng đi. Anh bán hàng đấy. Ghen tị coi nhỉ. Thần lực của tôi gọi ghen tị. Hiểu rồi. Úi, làm gì mà trơn trộn tròn mắt thế. Uống đi, vừa bảo mấy cốc bé bảo uống mát mà. Uống ngon đi, uống nhiều bia ấy. Làm gì mạnh thế. Trò này tôi yếu thế, không giống người cuối cùng. Cái hôm nay tôi no nước rồi các bạn. Cái trò này thì đoán thân Vinh lợi thế thôi các bạn ơi. Đoán thực lực là thế. Thế cái gì? Mình nhớ tôi thì hơi lợi thế là tôi bán có bán thật mà. Không giống của anh Côn. Anh Côn đầy cái, anh Côn lấy mẫu à thôi, xong rồi, chiến luôn. Các bạn ơi, vật phẩm tiếp theo là một con lăn trợ lực thế hệ mới nhé. Con này để mình tập bụng. Quá nhỉ, vừa bây giờ mình quay video không đó, vật phẩm cho anh Côn nói đá mình quên mất thật sự luôn. Rồi, từ. Phòng từ thằng ngồi Vinh nó chưa ghi, Vinh ghi đây, tôi ghi xong rồi. Mình ra trước, xong trước mình ra trước thì có gì đâu. Ra trước mai nó đánh theo sao? Tôi mãi theo gì? Theo công kiểu này nó. Các bạn ơi, tôi 289.000 nhá. Vinh 282. Của tôi 350. Rồi 219.000 để tính em nào. 200. Em xa nhất rồi. Rồi xa nhất là Hiếu này, rồi 82, 89. Vinh gần nhất. Ồ, Vinh này là ly nhỏ. Mày quá. Rồi, phòng đây này. Không, ly. Các bạn, lại phát ra đuôn này. Vinh, vì hôm nay đỏ thế, nó toàn không cốc bé rồi. Ok. Đúng đi. Mạnh dạn lên. Phòng ơi, đừng ăn gian, đừng làm vãi phòng ơi. Đã ai uống vãi thế. Ê giời, đừng làm vãi em ơi. À. Ôi trời ơi. Các bạn ơi, tôi uống cái này chết dở rồi. Rồ hỏa rồi các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, vật phẩm tiếp theo là một cái xà gắn tường các bạn ơi, xà gắn tường để lên xà đơn xà kép với các bạn. Tôi 210k nhé các bạn nhé. 350 mọi người. Tôi 225k đấy các bạn nhá. Rồi các bạn ơi. Thế quá nào, có thằng ăn may rồi 225k. Vậy là bằng này Hiếu không phải uống. Tôi may mắn rồi các bạn ạ, thật sự tôi không biết những cái đồ này luôn đấy. Tôi xong, tôi xa nhất rồi đây. Các bạn ơi. Tôi cày quá thật chứ, vòng nào phải uống cái này chết. Em vòng đầu có bị đâu. Em vòng thứ hai bỏ quả bóng đá mang ten em cứ bị. Rồi không nói nhiều, uống em không nói nhiều, không nói nhiều. Đấy các bạn ơi, mới đầu này rất là nhiều nhưng mà giờ chỉ còn mấy ly này thôi. Với em uống đi, uống xong rồi lau. Từ hỏng hết rồi. Ngon đi. Tôi uống rồi nhé.
Thì cốc to vẫn còn ba cái, mấy cốc nhỏ này tôi sẽ làm ra ba cái giống nhau các bạn nhá. Ngọt nhỉ, mình ngọt nước nhỉ. Anh chắc bỏ cuộc rồi. Anh mà làm cốc này nữa là anh chắc thôi rồi. Ừ. Vật phẩm tiếp theo là cái máy massage đa năng nhé các bạn nhé. Giá thì nó tôi tính cái giá hiện tại nó đang khuyến mại nhé. Cái này là các bạn massage thôi rồi luôn, gắn vào đây này. Đó. Massage cổ vai ngực, ui dồi, rất là chất lượng luôn. Kết quả đâu? Tôi 292.000 các bạn nhé. Tôi 298 nữa. Tôi 310 nữa các bạn nhé. 292. Rồi các bạn ơi, 292, vậy là vòng này phòng không phải uống nhỉ. Các bạn ơi, thì các bạn trước anh Côn quay clip quảng cáo 310 massage, máy massage, may là tôi nhớ giá các bạn nhé. 298 rồi. Ủa tôi uống hơi nhiều các bạn này, lo cái bụng ngủ lo lắm rồi các bạn này. Ui thì mua rồi, phải chịu hình phạt nha các bạn nhé. Đi. Mới quá vào cái này coi. Ờ hết rồi các bạn ơi, chỉ một số vòng nữa là có người đi thôi các bạn. Ngần đi. Ngần. Hết chưa? Thôi đi, nghỉ thôi. Vào đi. Ngần cổ rồi. Bạn này hiếu đang ngân gà. À. Rồi các bạn ơi, vật phẩm tiếp theo là băng cuốn cổ chân online nhá. Của tôi là 99k nhá. 75k. Của tôi là 60k nhá. Các bạn ơi, 110. Ừ. Vậy là phòng gần nhất là phòng uống ly nhỏ này. Rồi. Okay. Vinh này. Rồi, Hiếu ly to. Tôi lại chưa có to nữa này, chết rồi các bạn. Nó cứ bụng luôn. Một nhé. Ý vậy? Gì đây? Gì đây? À. Không hiểu. Đồ lốc của các bạn ạ. Thả dốc lên. Nào, mồm. Các bạn này. Tôi xin phép được dừng cuộc chơi tại đây nhá. Tôi là thua cuộc. Tôi không muốn nổi hết cốc này nữa rồi các bạn ạ. Đã hạ được một người đấy các bạn nhá. Rồi các bạn ơi, đã hạ được một người rồi. Em đứng dậy đi em ơi. À. Các bạn này. Uống chưa? Phòng đã uống rồi à? Xong rồi. Ok. Rồi. Các bạn thì trận trước thi người cuối cùng của bác Ngọt tôi thua với nhiều cay lắm. Hôm nay tôi phải trả thù các bạn. Hôm nay cho nó uống no coca luôn. Ngon nhỉ? Ngon. Rồi các bạn ơi. Vật tiếp theo là một cây vợt Lalo Pro 200 ADV. 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 Cái này còn 4 ly thì vòng này ai đúng thì không phải uống, nếu mà ai mà đoán sai đoán gần là uống 2 ly nhỏ này trước nhá. Rồi. Địch ngon lắm các bạn. Cái này tôi có bán không biết là cái này có chắc chắn hơn cái của tôi không cơ. Vì á đi 490 rồi em. Thằng này nó copy của tôi bạn ơi. Copy gì? Có nhìn thấy đâu? Tôi biết thì chụp ngọc. Rồi. Hai thằng cái này xử sao nhỉ các bạn? Hòa đi. Rồi. Rồi các bạn ơi, hai thằng hòa. Rồi, uống đi. Vẫn chưa tìm ra nhà vô địch các bạn ạ. Nghe chưa? Chúng tôi vẫn còn rất nhiều chai coca luôn. Hai thằng có thằng nào xin chưa? Xin là xin nào? Còn nốt hai cốc này, ai mà chiến thắng là người vô địch cốt hạng luôn đi. Em ơi nốt gì còn nguyên cái chai đây này. Rồi. Rồi các bạn ơi, vật phẩm tiếp theo là một quả bóng chuyền hơi nhá các bạn nhá. Rồi.
Của tôi là 49.000 nhá. Lỗ 50.000 nhá. Các bạn này. Vinh cười to thế, anh dơ lại Vinh thấy gì à? Rồi em dơ rồi. Các bạn ơi, đây là bao nhiêu nhỉ? Đây là 55.000 nhá các bạn nhá. Vinh lại 5.000 đây, cười gì? Vinh được, thoải mái mà. Rồi các bạn ơi, 50.000 vậy là Vinh không phải uống nhá. Rồi, tôi nhìn 50.000 rồi các bạn. Ui đấy, tôi nhìn hoài. Thôi anh dơ rồi, em thấy cái kia. Rồi, không giấu video. Rồi các bạn ơi, vậy là vòng này Vinh là người chính xác. Phòng ơi, em có thể cân nhắc nhá, nếu lo rồi có thể cân nhắc. Thì thua đi anh ơi. Thế nào hôm nay tôi lại thua Vinh nhục lắm các bạn ạ. Chắc không phải tôi không cố được các bạn ạ. Tôi xin phép thua cuộc nhé. Vinh hôm nay nó mạnh thế. Rồi các bạn ơi, vậy là Vinh là nhà vô địch trong clip này nhá. Chúc mừng Vinh. Ok anh. Đấy các bạn ơi, tại vì là tôi bán giống như của anh Côn thì tôi hơi đi một chút nhá. Thì cũng ăn may rồi các bạn. Đấy. Vinh sở trường mà. Cũng thời gian cũng bú cũng hơi mạnh rồi các bạn. Thì vòng cuối là nếu mà tôi trả lời đúng hay Vinh trả lời đúng thì sẽ có một người thua cuộc thôi, nhưng mà tôi lại vấp chân ngã rồi. Vinh nó lại nhanh hơn rồi, nhanh hơn. Rồi các bạn ạ. Vậy là Vinh 1 triệu của Vinh, chúc mừng Vinh đã là người chiến thắng nha. Các bạn có thích series hay chọn ra đúng thì các bạn cứ bình luận phía dưới đi. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye.